Xin chào quý hàng đến với trang nhà đất hiehùng.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một khu mini phố nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý hàng ơi. Khu này là khu nhà rất đẹp. Trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm trước nhà là một con hẻm 8m. Khu này là khu nhà lầu đồng bộ. Có rất là nhiều cây xanh và khu này rất là VIP nha quý hàng ơi. Chúng ta để ý thấy này, ngay cạnh đây chúng ta có một cái khu nhà sinh hoạt khu phố luôn. Và căn nhà này là một căn nhà nằm trong một khu nhà lầu mini thu nhỏ cùng có 30 căn, thuộc đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này chỉ còn một căn nhà cuối cùng thôi, thì hôm nay nhà đất Hùng sẽ gửi đến căn nhà cuối cùng, cũng nằm tại cuối con hẻm luôn. Thì chúng ta sử dụng khu con hẻm này thì đã được lót đá xanh rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Cuối hẻm này còn trồng cây nữa. Và mình sẽ chiếu lên khu vực mặt tiền cho quý hàng nhìn lại một lần nữa này. Ngang 4m, dài 17m và đúng có một trệt một lửng 3 lầu. Nhà chúng ta sẽ có 2 phòng khách, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng của nó là hướng chính nam, phù hợp với những người hướng đông tứ trạch. Và căn nhà này vị trí cực kỳ đắc địa nha, nằm hẻm một trục 6m thông, 6m của đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên cửa ngõ ra sân bay Tân Sơn Nhất cũng như là khu vực Cityland, Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay nhà đất Hùng rất hân hạnh giới thiệu những cái hàng căn nhà phố đẹp sang trọng theo phong cách hiện đại năm 2018 này. Và căn nhà này đang giao bán với giá là 6 tỷ 400 triệu đồng, còn thương lượng cho cái hàng thiện chí. Và mình sẽ bước vào phía bên trong căn nhà này này. Phía trước thì chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt phía ngoài, bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nhựa lõi thép Euro Window. Và mình đang bước vào khu vực gara xe hơi. Thì khu vực gara xe hơi cũng như là phòng khách dưới trệt này thì chúng ta sử dụng làm gara xe hơi hoặc làm phòng khách. Và khu vực này thì sàn là gạch bóng kính giả đá 80 này, rất đẹp, màu sắc trang trí rất là hài hòa. Phía bên này thì được ốp gạch lên cao khoảng chừng 3m, tạo điểm nhấn cho khu vực phòng khách của gia đình mình. Và ở đây thì chúng ta để ý thấy là một căn nhà thiết kế rất đẹp, ngang 4m, dài 17m và màu sắc cũng được trang trí rất là nổi bật nha quý hàng ơi. Và khu vực phòng khách này thì chủ nhà đang để một số vật dụng cá nhân ở khu vực này nên là chúng ta để ý thấy rất là lộn xộn. Nhưng mà thật sự thì cái khu vực phòng khách này rất là rộng, lên tới gần 9m. Chúng ta đậu xe hơi từ 4 đến 7 chỗ rất là thoải mái và dễ dàng luôn. Và mình đang di chuyển vào khu vực cầu thang. Thì khu vực cầu thang căn nhà này chúng ta để ý thấy này, cầu thang được thiết kế theo cách rất là hiện đại và tay vịn cam xe, kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương. Và ngay phía dưới khu vực cầu thang chúng ta để ý thấy có những bức tranh đã được treo lên ở đây rồi, tạo điểm nhấn cho khu vực phòng khách của gia đình mình. Và ở phía sau thì chúng ta có một cái phòng bếp. Cái phòng bếp này thì được trang trí và bố trí rất đẹp, được thiết kế với một tông màu hoàn toàn mới lạ và phong cách rất là hiện đại, được làm bằng một loại tủ bếp màu trắng rất là sang trọng nha quý hàng ơi. Cái phòng bếp khá là rộng. Và phía sau căn nhà này, điều nổi bật của căn nhà này thì phía sau chúng ta sẽ có một khoảng giếng trời. Và khoảng giếng trời phía sau này đã được trồng cây, trồng cây lên rất là nhiều cây xanh ở đây và tạo cho khu vực không gian phòng phía sau này luôn thoáng và sáng. Và mình sẽ quay ra khu vực phía ngoài này, ngang 4m, dài 17m. Và chúng ta có một cái sân sau rất là rộng, phù hợp gia đình mình. Và dưới này chúng ta có một cái phòng vệ sinh nằm ngay dưới trệt này. Rồi mình di chuyển lên khu vực tầng lửng, khu vực phòng khách chính của căn nhà này. Và căn nhà này thì mình xin nhắc lại nằm ngay trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hướng chính nam, phù hợp với những người hợp hướng đông tứ trạch. Và căn nhà này đang rao bán với giá là 6 tỷ 400 triệu đồng, còn thương lượng cho khách hàng thiện chí miền đứng ở khu vực tầng lửng, khu vực phòng khách chính của căn nhà này. Thì phòng lửng này đã được trang trí rất là đẹp rồi, màu sắc cũng khá là hợp lý, sàn là sàn gỗ. Và phía trước này chúng ta có một sảnh nhỏ, sảnh ngõ mini này thì chúng ta có thể làm khu vực uống cà phê vào buổi sáng này. Phía trên chúng ta trần thạch cao nha. Rồi mình di chuyển lên khu vực lầu 2 để xem sơ qua khu vực phòng ngủ của căn nhà này. Nhà này thì chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 gara xe hơi, 1 phòng bếp, 1 sân phía sau và 6 phòng vệ sinh. Hướng nam, một trục đường Thống Nhất đi vào, rất là thuận tiện gia đình mình luôn. Mình đang di chuyển lên khu vực phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 thì phòng ngủ phía trước rất là rộng. Chúng ta có màn rèm cửa đã được gắn sẵn rồi. Phía trên này chúng ta có trần thạch cao này. Và ở đây thì có tủ âm tường được làm bằng một tông màu rất là trắng, rất đẹp nha. Ngang 4m, dài 17m, diện tích cực lớn luôn. Hẻm một trục, cách mặt tiền đường Thống Nhất khoảng chừng 30m thôi. Khu nhà lầu đồng bộ 30 căn, rất sang trọng của đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng ngủ đây là phòng ngủ nha quý hàng ơi. Phòng ngủ thì sử dụng thương hiệu nội thất là Inac, có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ cam xe. Và chúng ta đang di chuyển qua khu vực phòng ngủ số 2.
Phòng ngủ số 2 là phòng ngủ phía sau, thì chúng ta có cửa sổ thoáng ra giếng trời này. Và ở đây phòng ngủ này cũng khá là rộng lôn và bố trí rất đẹp. Ở đây có tủ âm tường và ống máy lạnh đã được gắn sẵn lên cho gia đình mình rồi. Ngang 4m, dài 17m. Vị trí cực kỳ đắc địa, một trục đường Thống Nhất, phường 16, quận 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện, đi về trung tâm thành phố thì khoảng chừng 15 phút thôi và đi qua sân bay thì khoảng chừng 5-7 phút nha quý hàng ơi. Và giá bán căn nhà này đang được nhà đất Huy Hùng chào ra với giá là 6 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng cho quý hàng thiện chí. Quý hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì vui lòng liên hệ bên nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Ngoài ra thì quý hàng có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathuyhung.com để xem thêm những mẫu mã nhà bán mới đẹp khác của khu vực Gò Vấp cũng như là khu vực phường 15 quận Tân Bình. Bên mình còn rất nhiều những căn nhà đẹp sang trọng cho quý hàng chọn lựa trên kênh YouTube cũng như là trong website nhadathuyhung.com. Đây là phòng ngủ số 4. Chúng ta để ý thấy này, quá đẹp nha. Diện tích cực lớn luôn, ngang 4m, dài 17m. Chúng ta có một gara xe hơi, một sân trồng cây và trồng rau phía sau, tạo cho khu vực căn nhà của mình thêm thoáng và sáng. Hướng chính nam phù hợp với những người hợp hướng đông tứ trạch. Và căn nhà này thì thuận tiện làm văn phòng công ty cũng như là văn phòng kinh doanh buôn bán, và có thể vừa ở vừa cho thuê thì rất là thuận tiện luôn. Mình đang qua khu vực phòng ngủ số 4, phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ số 4 này thì chúng ta cũng có tủ âm và màn rèm cửa đã được gắn sẵn rồi. Phòng ngủ số 4 nha quý hàng ơi. Và có vệ sinh trong luôn. Vệ sinh thì bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, sử dụng thương hiệu là Inax. Mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu trên, khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Quý hàng quan tâm thì hãy liên hệ bên nhà đất Huy Hùng sớm theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Ngoài ra thì quý hàng có thể truy cập trực tiếp vào website bên mình để xem thêm những căn nhà bán mới đẹp khác khu vực Gò Vấp cũng như là phường 15 quận Tân Bình. Ở phía trên này thì chúng ta có khu vực phòng giặt này, phía sau nha. Đây là phòng giặt. Và phía sau này chúng ta sẽ có khu vực sân thượng phía sau. Khu vực sân thượng này đã được làm và che chắn rất là kỹ rồi. Đây nha quý hàng ơi. Mình sẽ qua khu vực sân thượng phía trước. Ở bên đây thì chúng ta có khu vực phòng thờ này. Thờ ở đây nha. Và sân thượng phía trước khá là rộng ở đây. Mình nhắc lại là căn nhà này có giá là 6 tỷ 400 triệu đồng còn thương lượng cho khách hàng thiện chí, diện tích là ngang 4m, dài 17m, hướng chính nam phù hợp với những người hợp hướng đông tứ trạch. Và căn nhà này nằm trong một khu mini phố đồng bộ. Hẻm một trục cách mặt tiền đường Thống Nhất đường chính khoảng chừng 10-20m thôi. Đây. Rất đẹp nha quý khách hàng ơi. Và nhà đất Hùng xin chào và hẹn lại quý hàng ở những video tiếp theo.